Và trong khi đó thì Việt Nam đang bị USCIRF đề nghị đưa vào danh sách CPC vì đã vi phạm nghiêm trọng về vấn đề tự do tôn giáo. Kính thưa quý vị, tin từ Washington DC, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, còn được viết tắt là USCIRF, đã đề nghị Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần phải quan tâm đặc biệt CPC vì các vi phạm nghiêm trọng của Hà Nội trong vấn đề tự do tôn giáo. Trong bản báo cáo thường niên công bố vào ngày 29 tháng 4, thì USCIRF đã nhận định rằng trong năm 2018, chính quyền của Việt Nam đã tiếp tục đàn áp trên nhiều lãnh tụ tôn giáo, người bảo vệ nhân quyền, người hoạt động ôn hòa và người bất đồng chính kiến khác trên toàn quốc, đặc biệt là để trừng phạt những người có tham gia biểu tình phản đối hai dự luật an ninh mạng hà khắc đặc khu kinh tế. Trích dẫn số liệu của Now Campaign USCIRF nói rằng vào thời điểm cuối năm 2018 thì Việt Nam đã giam giữ ít nhất là 244 tù nhân lương tâm, trong đó có nhiều người ủng hộ cho tự do tôn giáo và tín ngưỡng và một số người khác chỉ đơn thuần hành đạo hoặc là bày tỏ đức tin của mình. Bản báo cáo trên nêu lên vấn đề nhà cầm quyền Cộng sản tịch thu tài sản của nhiều nhà thờ Thiên Chúa giáo, Chùa Phật giáo và nhiều nhóm tôn giáo khác để lấy đất cho các dự án phát triển kinh tế mà không đền bù thỏa đáng. Có một số ví dụ điển hình đó là Đăng viện Thiên An, Chùa Liên Trì, Chùa An Cư, Giáo xứ Cồn Dầu, Tổng giáo phận Hà Nội, v.v. Một vấn đề lớn khác được nêu ra đó là hàng chục ngàn người Hmong và người Thượng theo đạo tại Tây Nguyên vẫn không có quốc tịch vì chính quyền tại địa phương đã từ chối không cấp chứng minh nhân dân cho họ nếu như họ không chịu từ bỏ đạo. Mối lo ngại về luật an ninh mạng và việc đàn áp trên diện rộng những người biểu tình ôn hòa vào tháng 6 năm 2018 cũng được nhấn mạnh, kính thưa quý vị, đặc biệt là con số thống kê có ít nhất là 127 người bị bắt và bị kết án vì đã tham gia tuần hành. USCIRF khuyến nghị Hoa Kỳ thiết lập các thỏa thuận có tính ràng buộc đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để thúc đẩy các cải cách quan trọng nhằm cải thiện tự do tôn giáo. USCIRF đề nghị mở rộng tiếp xúc cấp cao ra khỏi khuôn khổ đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ và xem việc bàn thảo vấn đề tù nhân lương tâm và lo ngại về tự do tôn giáo như là một phần của thảo luận về các vấn đề an ninh, kinh tế và phát triển đối với Việt Nam.